Chào tất cả các em học sinh thân mến, cô rất vui khi hôm nay được đồng hành với các em trong chương trình tin học lớp 6. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu chủ đề C, tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin, gồm 6 bài học. Bài 1, thông tin trên web. Bài 2, truy cập thông tin trên Internet. Bài 3, giới thiệu máy tìm kiếm. Bài 4, thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet. Bài 5, giới thiệu thư điện tử. Và bài 6, thực hành sử dụng thư điện tử. Trước khi vào bài học, cô và các em cùng tham gia trò chơi lật mảnh ghép. Các em hãy kể tên các trang web sau mỗi mảnh ghép. Từ khóa của chúng ta là tên gọi chung của 3 mảnh ghép. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với mảnh ghép thứ nhất. Các em hãy quan sát hình ảnh sau đây và cho cô biết đây là trang web nào. Đây là trang mực tím. Ở mảnh ghép thứ hai, đây là trang Zin MP3, trang này chuyên về lĩnh vực âm nhạc. Và mảnh ghép thứ ba, đây là trang Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khóa của chúng ta ngày hôm nay đó chính là web. Và đây chính là nội dung của buổi học ngày hôm nay. Bài thông tin trên web và truy cập thông tin trên Internet. Lần lượt với các nội dung như sau. 1. Khám phá website. 2. Siêu văn bản và siêu liên kết. 3. World Wide Web. Và 4. Trình duyệt web. Sau khi các em học sinh học xong bài thông tin trên web và truy cập thông tin trên Internet, các em học sinh sẽ trình bày được các khái niệm cơ bản về website, địa chỉ website, xem và nêu được những thông tin chính trên trang web, trình bày sơ lược về khái niệm World Wide Web, trình duyệt, khai thác được một số thông tin trên trang web thông dụng như tra từ điển, xem thời tiết, tin thời sự, vân vân. Nào, bây giờ cô cùng các em đến với hoạt động 1, khám phá website. Học sinh cần trả lời các câu hỏi như sau. Website là gì? Địa chỉ website là gì? Siêu văn bản, siêu liên kết là gì? Để trả lời cho các câu hỏi trên, cô và các em cùng đến với khám phá trang Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Như các em đã thấy, từ trang đầu tiên là trang Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể truy cập đến các trang như thông tin COVID, trang tin tức để xem nội dung. Các trang này đều liên quan đến nhau và có chung một nơi truy cập, người ta gọi đó là website. Vậy, website là gì? Website là tập hợp các trang web có liên quan đến nhau và được gắn cùng một địa chỉ. Các em quan sát trên trang Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, dòng chữ này dùng để truy cập vào trang. Khi chúng ta lích chọn trang thông tin COVID, thì địa chỉ của trang thông tin COVID sẽ xuất hiện. Vào trang tin tức,
địa chỉ trang tin tức xuất hiện. Các bạn quan sát khung địa chỉ của website gồm có hai phần, phần không thay đổi của các trang web trên cùng một website. Phần đuôi là phần thay đổi của các trang web trên cùng một website. Như vậy, địa chỉ website là gì? Địa chỉ website được bắt đầu bằng dòng chữ HTTP hoặc HTTPS, được dùng để truy cập đến website. Nó cũng giống như địa chỉ nhà, rõ ràng và dễ nhớ. Để trở về trang đầu tiên của website, các em có thể nhấp vào nút back hoặc vào biểu tượng ngôi nhà để trở về trang đầu tiên của website. Và trang này được gọi là trang chủ. Vậy siêu văn bản là gì? Các em quan sát vào trang web của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, các em thấy được những gì ở đó? Trên website của chúng ta có rất nhiều thành phần khác nhau như hình ảnh, văn bản, v.v. Và những trang web này được liên kết với những trang web thành phần như là trang thông tin COVID hoặc là trang tin tức vừa rồi các em đã thấy. Những trang này được liên kết lại với nhau. Người ta gọi đó là siêu văn bản. Siêu văn bản, hypertext, là một đoạn văn bản hoặc hình ảnh, âm thanh có chứa siêu liên kết. Vậy siêu liên kết là gì? Ở đây các bạn thấy có rất là nhiều trang web được liên kết với nhau theo các đường dẫn, và những đường dẫn này người ta gọi đó là siêu liên kết. Siêu liên kết hyperlink là một đường dẫn giúp ta chuyển hướng đến trang web khác. Hoạt động 2. Tìm hiểu World Wide Web. Học sinh cần trả lời các câu hỏi như: từ một trang web, người đọc có thể di chuyển đến một website khác được hay không? World Wide Web là gì và lợi ích của nó ra sao? Chúng ta cùng khám phá website Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Từ trang chủ, chúng ta có thể liên kết đến những trang thành phần để xem nội dung. Ngoài ra, chúng ta còn có thể liên kết đến một website khác để tìm kiếm các thông tin. Vậy World Wide Web là gì? World Wide Web được gọi tắt là web và được viết tắt là www, là mạng lưới các website trên Internet và được liên kết lại với nhau. Hoạt động 3. Tìm hiểu trình duyệt web. Để truy cập thông tin trên các trang web, em cần những thiết bị và những phần mềm nào để hỗ trợ? Để truy cập, tìm kiếm các thông tin trên các trang web, đầu tiên các em cần chuẩn bị các thiết bị như sau. Ví dụ như máy tính, điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Đồng thời các em cũng cài đặt các phần mềm hỗ trợ như Firefox, Google Chrome hoặc Cốc Cốc và những phần mềm ứng dụng có cùng chức năng. Ví dụ, để tra một từ điển tiếng Anh để phục vụ cho nhu cầu học tập, các em quan sát trên màn hình các thao tác mà cô hướng dẫn các em. Đầu tiên,
Các em sẽ mở phần mềm Google Chrome. Sau đó các em sẽ nhập địa chỉ website translate.google.com. Tại vị trí này, các bạn có thể chọn từ tiếng Anh để biết được nghĩa tiếng Việt. Đây là khung nhập văn bản, các em có thể nhập các từ tiếng Anh cần tra. Và nghĩa tiếng Việt sẽ được xuất hiện ở phía bên tay phải. Ngoài ra, để luyện phần phát âm, các em có thể nhấp vào biểu tượng hình chiếc loa để các em nghe được giọng chuẩn. Từ đó, các em sẽ luyện tập phát âm để có một cái giọng tiếng Anh chuẩn, phục vụ cho việc học tập bộ môn tiếng Anh được tốt hơn. Những cái phần mềm ứng dụng để truy cập và xem nội dung của website thì người ta gọi đó là trình duyệt web. Bây giờ, để ôn lại những kiến thức mà chúng ta vừa học, các em sẽ đến với phần luyện tập. Các em cần mở trình duyệt web xem dự báo thời tiết ngày mai tại địa chỉ https://www.nchmf.gov.vn. Ở trang web này, các em sẽ tìm hiểu được những cái thông tin thời tiết của thành phố chúng ta, nơi chúng ta đang sinh sống. Có thể là ngày mai thời tiết nó như thế nào, hoặc là trong một tuần tới thời tiết sẽ như thế nào, để các em có những kế hoạch phù hợp. Cô mời các em đến với phần vận dụng. Ở phần vận dụng này, các em có thể sử dụng một website nghe nhạc để mở một bài hát mà các em yêu thích. Hoặc các em sử dụng một website để tra cứu từ mới bằng tiếng Anh để phục vụ cho nhu cầu học tập môn tiếng Anh. Trước khi kết thúc bài học, để kiểm tra lại những kiến thức mà các em đã học, cô và các em cùng tham gia trò chơi Ai Nhanh Hơn. Để tham gia vào trò chơi này, các em cần truy cập vào website johnmyquiz.com. Sau đó các em hãy nhập vào mã code 2475-5902. Để bắt đầu tham gia trò chơi, cô mời các em đến với phần hướng dẫn. Đầu tiên, các em sẽ nhập địa chỉ website. Bước thứ hai, các em sẽ nhập mã code và nhấp chọn John. Sau đó, các em hãy nhập tên của người chơi, tức là tên của mình, và chọn nút Start để bắt đầu trò chơi. Sau khi tham gia trò chơi, các em có thể xem lại, kiểm tra lại kết quả của các em. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong phần tìm hiểu ở chủ đề C: tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Và hai nội dung mà chúng ta vừa hoàn thành xong đó là bài 1 thông tin trên web và bài 2 truy cập thông tin trên Internet. Sau bài học ngày hôm nay, các em cần hệ thống lại kiến thức bài số 1, bài số 2 của chủ đề C. Ngoài ra, để chuẩn bị cho tiết học sau được tốt hơn, các em nên chuẩn bị tìm hiểu trước nội dung của bài số 3, bài số 4. Bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.